Đi chùa đầu năm là một tục lệ truyền thống được rất nhiều người ưa thích. Không chỉ là đi thăm thú đơn thuần, một số người còn cẩn thận sắm cả đồ lễ để cầu mong một năm bình an và phát đạt. Và lễ đi chùa hương thường là hoa quả hay gói chè. Tuy nhiên thì mới đây, cư dân mạng lại vô cùng phẫn nộ và phản cảm với những hình ảnh của một nhóm cô gái trẻ vô tư khoe chuyện của mình mang sản phẩm nhạy cảm để đi chùa. Những tưởng chỉ là chuyện đùa vui, nhưng khi theo dõi thì dân tình thực sự đã chứng kiến được cảnh nhóm người này xung xình áo dài, tay xách một giỏ đồ lớn bên trong có đựng đủ loại sản phẩm từ dầu gội đến sữa tắm và đặc biệt nhất là dung dịch vệ sinh. Địa điểm nhóm người này xuất hiện là một ngôi chùa khá nổi tiếng tại Ninh Bình. Người đăng tải còn cho rằng, theo quan điểm xưa thì người nông dân sẽ dâng lên bậc bề trên trái cây tươi ngon nhất mà mình có trong mùa thu hoạch. Người ngư dân sẽ dâng lên những con cá tươi ngon mà mình thả lưới bắt được. Còn chúng tôi, những người bán dung dịch, bán mỹ phẩm, chúng tôi dâng lên những sản phẩm tốt nhất mà chúng tôi có. Chúng tôi dâng lên những sản phẩm không chỉ giúp chúng tôi thêm thu nhập mà còn giúp rất nhiều gia đình hạnh phúc hơn. Người này kết lại bằng triết lý khẳng định đi chùa không cần mâm cỗ cao, cỗ đầy mà chỉ cần thành tâm và trong công việc thì cần nỗ lực, như vậy sẽ đại cát và đại phát. Chúng ta đều biết là chùa chiền là chốn linh thiêng, đúng là cần sự thành tâm, song thì những yếu tố khác như trang phục, ngôn ngữ ăn nói hay cả đồ cúng, đồ lễ cũng cần phải phù hợp với thuần phong mỹ tục. Và hơn thế nữa thì đem những chuyện này đi phục vụ cho chuyện PR sản phẩm, quảng cáo, bán hàng thực sự là không hợp lý.